Đấy là cái gì hả David? David trèo lên thang không? Mami để cái thang cho David đấy. Wow, cảm ơn nha. Năm nay mami để cho hai đứa trang trí cây thông, mami không cây trang trí nữa. Không thì để dưới cũng được David ạ. Đây là cái nest, ok. Nest nhỏ, bỏ cho vào luôn. Nguy đẹp không? Ồ, có cái cado đấy à? Cho vào luôn. Mày cậu đang làm cái gì đấy? Đấy, mày cậu có cái quả gì mà biết thế nào? Đấy là to hay là bé? Thế phải để ở đâu? Đây là cái cạc David ạ. Jingle bell, jingle all the way. David để đi, để ở Omelia. Đâu David giờ cho mình xem cái gì nào? Biết tìm thấy cái gì nào? Để đâu Omelia hay là ở dưới? Ok thì ăn ô. Thank you. Thank you. Đúng rồi, cả cái đây nữa David. David để đâu cũng được, David thử nghĩ xem để như thế nào. Không.